Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Sau 4 lần tăng liên tiếp trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng đã được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 179 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 258 đồng một lít. Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt giảm, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 342 đồng một lít, dầu hỏa giảm 178 đồng một lít. Chỉ duy nhất dầu mazut 180 GST 3.5S tăng 250 đồng một kg. Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong 6 tháng, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến 31 tháng 1 năm 2025. Khi được thông qua, chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy sức mua, tạo đà cho việc tái sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng, phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Từ năm 2020 đến cuối năm 2023, chính phủ đã có 3 lần cho áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, mỗi lần 6 tháng nhằm hỗ trợ người dân khi mua ô tô. Nửa đầu năm, gần 43.000 người bán hàng online thuộc diện rà soát đã khai nộp thuế gần 10.000 tỷ đồng, gấp trên 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tăng khoảng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng. Việc rà soát này được ngành thuế đưa ra trong bối cảnh tăng quản lý với thương mại điện tử, từ giao dịch trên các sàn tới kinh doanh trực tuyến, livestream.